Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Xuân Hồng Digital Sale. Và video clip ngày hôm nay mình sẽ review một cái rụt gối rất là êm và một bộ chăn ra gối đệm mà mình cảm thấy giá rẻ mà chất lượng dành cho mùa gọi là mùa thu hoặc là mùa hè. Thì mình đặt tất cả những cái sản phẩm này thì chắc chắn là trên sàn Shopee rồi, và các bạn có thể thấy là được bao bọc rất là kỹ. Ở phía bên ngoài thì được bọc một lớp ni lông để chống nước và được dán băng dính rất là kỹ lưỡng, cho nên là khi mà mình nhận được thì mặc dù khá là nhiều đồ trong một gói nhưng mà nhìn mình nhận được khá là gọn gàng á các bạn. Rồi thì cái đơn hàng này thì mình mua hai cái rụt gối và một bộ chăn ra gối nệm. Và hai rụt gối này thì mình mua là chưa tới 50.000, và bộ chăn ra gối đệm kia thì mình mua có 250.000 thôi, và mình có một cái chăn luôn đó các bạn. Chăn và hai cái bọc gối nè, rồi một cái bọc nệm nè, rồi một cái bọc gối ôm nữa. Tí mình sẽ review cho các bạn. Thì về cái phần gọi là bọc cái rụt gối này thì được ép chân không, và cái rụt gối này thì được may khá là kỹ lưỡng. Có màu bọc ở ngoài thì là màu xám và ở phía trong là gòn, cho nên là rất là êm. Và mình sau khi mà mình sử dụng được một thời gian thì mình thấy rụt gối không có cái biểu hiện bị xẹp, và nằm ngủ rất là sướng, khiến cho cái giấc ngủ của các bạn nó cũng rất là tốt. Thế nên là bạn nào có nhu cầu mua rụt gối thì các bạn cũng có thể cân nhắc. Cái đường link của sản phẩm thì mình để ở phần phía dưới của video clip này tại phần mô tả. Cái sản phẩm thứ hai mà Hồng sẽ review cho các bạn đó là một bộ ga gối và ga nệm, rồi thêm một cái chăn nữa. Rồi, cái màu chủ đạo của cái bộ này là màu xám sọc kẻ caro. Và các bạn cũng thấy đây là cái bọc đựng những cái phần vỏ gối nè, rồi vỏ nệm nè, rồi đây là cái chăn. Giá mình mua thì chỉ có 250.000 thôi. Và cái chăn này thì ở phía trong thì nó có bông, đắp thì cũng khá là mát, cho nên là các bạn cũng có thể tham khảo để chúng ta có được một cái chăn ở một cái mùa hè nóng nực thì các bạn cũng có thể sử dụng và nó dễ chịu hơn. Còn đây là cái bọc phần gọi là những cái wrap để các bạn bao gối hoặc là bao cái phần nệm để các bạn sử dụng, và có một cái phần bao gối ôm nữa. Cái wrap này thì các bạn đọc kỹ kích thước nha, để chúng ta có thể mua được cái phần vỏ gối phù hợp với cái wrap này. Cái phần bọc gối thì nó vừa với cái phần rụt gối mà mình mua, cho nên là có thể là vừa. Mình mua với kích thước là 40-60, cho nên là cái phần bao gối này thì mình cũng mua với kích thước tương ứng. Còn nếu bạn nào mà có cái phần rụt gối lớn hơn thì các bạn lưu ý kiểm tra về phần kích thước để chúng ta có thể mua đúng sản phẩm và đúng kích thước, thì như vậy thì các bạn mới luồn được cái rụt gối vào. Cái phần rụt gối thì có cái dây kéo ở phía sau khá là chắc chắn, và họa tiết cũng tương đồng với cái phần gọi là phần chăn mà chúng ta nhận được. Thì hy vọng là những cái phần chia sẻ này của Hồng sẽ giúp cho các bạn có thêm một cái sự lựa chọn nữa phù hợp cho mùa hè thu, để chúng ta có được một cái giấc ngủ ngon hơn, tốt hơn. Còn các bạn cũng có thể nhìn thấy là cái phần ra nệm này nhìn cũng rất là đẹp, và tất cả làm bằng cotton các bạn nha. Thì hy vọng các bạn sẽ yêu thích cái phần chia sẻ này, và nếu yêu thích thì các bạn đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Hồng. Hồng sẽ rất cảm kích khi mà các bạn ủng hộ, và sẽ là động lực rất là lớn để Hồng tiếp tục phát triển kênh YouTube, tiếp tục review những sản phẩm hữu ích trong đời sống đến với tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.